Xin kính chào quý cư dân đã đến với bản tin cư dân Hyundai Hillstate, bản tin số 36. Hòa trong không khí hân hoan của cả nước với ngày hội đến trường, trong tuần vừa qua, ngày 7 tháng 9, thầy và trò trường mầm non Việt Hàn đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới năm 2014-2015 được tổ chức tại Đài Phun nước CT3. Tham dự lễ khai giảng của trường mầm non Việt Hàn có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hà Cầu, Giám đốc Ban Quản lý tòa nhà cùng đông đảo đại biểu, khách mời và thầy trò trường mầm non Việt Hàn. Nhìn lại một năm sau khi thành lập trường tính đến hiện nay, trường đã có gần 100 em với các lứa tuổi khác nhau. Trường mầm non Việt Hàn đã đạt được nhiều thành tích trong năm học đầu tiên. Nhiều danh hiệu trò ngoan, thầy giỏi cũng đã được nhà trường ghi nhận. Ngoài ra, thầy và trò nhà trường cũng đã thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ với ngành giáo dục. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, trong chương trình lễ khai giảng không thể thiếu được những chương trình văn nghệ của chính các em học sinh của trường biểu diễn. Trường Việt Hàn, các em chủ yếu là con em của cư dân đang sinh sống tại Hyundai Hillstate theo học và biểu diễn. Mục tiêu trong năm học 2014-2015, thầy và trò nhà trường Việt Hàn phấn đấu đạt được thành tích cao trong năm học mới. Hyundai Hillstate là chung cư có cộng đồng cư dân Hàn Quốc sinh sống và làm việc lên đến gần 80 căn hộ. Tại Hyundai Hillstate, những gian hàng do cư dân Hàn Quốc kinh doanh như Carmax, ACMax, Fullmax. Trong tuần vừa qua, gian hàng G2 đã khai trương cửa hàng gà rán Hàn Quốc. Với mong muốn mang tới cộng đồng cư dân Việt Nam những món ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc và phục vụ cho cộng đồng cư dân Hàn Quốc đang sinh sống tại dự án, trong tuần lễ khai trương gà rán Hàn Quốc có chương trình giảm giá và khuyến mại cho khách hàng sử dụng sản phẩm của cửa hàng. Tại đây, quý cư dân được thưởng thức những món ăn do chính đầu bếp Hàn Quốc nấu và phục vụ theo phong cách Hàn Quốc. Những món nướng cùng với rượu soju trong thời tiết mát dịu sẽ là những trải nghiệm rất thú vị dành cho quý cư dân Hyundai Hillstate. Tuyến xe buýt Hyundai Hillstate đi Kang Nam sau khi được chủ đầu tư mở chạy thử nghiệm để phục vụ cư dân đang sinh sống tại Hyundai đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm của quý cư dân. Ngày 15 tháng 9, chủ đầu tư sẽ mở thêm một tuyến xe buýt từ Hyundai đi trung tâm thành phố. Hyundai Hillstate là một tổ hợp chung cư cao cấp nằm tại trung tâm hành chính quận Hà Đông, là biểu tượng của sự vươn lên phát triển trong khu vực với rất nhiều tiện ích phục vụ dành cho quý cư dân đang sinh sống tại Hillstate như vườn nướng BBQ, khu hồ bơi, sân tennis, phòng gym, yoga, tuyến xe buýt miễn phí. Để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ cho quý cư dân, sau một thời gian thử nghiệm, tuyến xe buýt Hyundai Hillstate đi Kang Nam, chủ đầu tư và ban quản lý không ngừng học hỏi và trau dồi kinh nghiệm để đem lại một dịch vụ tốt nhất cho cư dân. Kế hoạch ngày 15 tháng 9, chủ đầu tư sẽ mở thêm tuyến xe buýt Hyundai Hillstate đi trung tâm thành phố Hà Nội để phục vụ quý cư dân. Hy vọng rằng tuyến xe buýt mới sẽ nhận được sự ủng hộ và quan tâm chia sẻ đóng góp ý kiến của quý cư dân để chủ đầu tư và ban quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ. Hiện nay, số lượng cư dân đã chuyển về sinh sống tại dự án lên đến 41%. Toàn bộ dự án đã được bàn giao và vận hành cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Xin mời quý cư dân cùng nhìn lại một số hình ảnh của chung cư Hyundai Hillstate. Theo dõi một số tin chính trong bản tin tuần của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý cư dân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.